Rồi, em xin lên mã tiếp theo nha cả nhà. Cặp này có mã là C5, có giá là 429k và chiều cao của nó là 18 cm nha cả nhà. Cặp đèn pha lê trái châu tròn, ở giữa có hoa sen, có mã là C5, có giá là 429k, chiều cao là 18 cm. Cặp này hai led nha cả nhà, chớp 7 màu, chớp nhanh, chớp chậm và lấy chớp một màu cũng được luôn. Tùy mình chỉnh, có 3 chế độ, rồi led dưới và led trên này nha cả nhà. Cặp này có mã là C5, có giá là 429k một cặp, chiều cao 18 cm. Bên em là không bao ship nha cả nhà. Cả nhà thấy ưng ý cặp nào liên hệ nha, em cứ để số điện thoại ở dưới màn hình nha cả nhà. Rồi em xin xuống mã này để lên mã tiếp theo nha cả nhà.